Chào anh em đã quay trở lại với Talk Game Online. Mình là Hưng Đụt và rất vui được gặp lại các bạn trong cái chuyên mục review game lần này. Hiện tại trên tay mình đây đang là con game Chibi Heroes. Một con game như các bạn thể thấy là từ cái cách đặt tên đến cái hình nền đăng nhập của nó sẽ cho các bạn thấy là đó là một tựa game có thể là tổng hợp của tất cả những cái anh hùng ở trong phim ảnh, manga, anime các thứ lộ thùng phèo hơn vào trong một tựa game. Hơn nữa thì các nhân vật được thể hiện, được miêu tả lại dưới dạng là đồ họa chibi. Các bạn thì chắc là cũng không lạ gì với cái đồ họa chibi này rồi. Đó là cái đồ họa mình tạm hiểu nó là cái đồ họa khá dễ thương với nhân vật. Nhìn nó sẽ được cách tân lên một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Nó đang có tổng cộng là 14 server, trong đó server 14 là server mới nhất. Vậy thì mình sẽ thử nghiệm server này nhá, Final Valley. Chơi luôn. Hiện tại thì Chibi Hero này chưa được phát hành tại Việt Nam qua cổng game CH Play, mà mình phải đào ở trên qua cổng APK Pure. Đây, xem nào. It is set that. Ok, sao màn hình lại bị kiểu gì nhỉ? Hai bên ý. Nên đại khái là như kiểu mình đang bị chuyển sang một thế giới khác à? Cái này là dạng như kiểu dị giới các bạn ạ. Một cốt truyện dị giới rồi. Chúng ta sẽ lựa chọn hai nhân vật trước khi vào game, bao gồm Swordman và Spellwood. Đây là lớp nhận thức sử dụng gì đấy? Spell là phép thuật mà. Powerful Spellwood who accept up magical defense and damage. Con này là chuyên về phép thuật tấn công và phòng ngự. Nhưng mà tại sao lại cầm kiếm nhỉ? Mình thường thì các nhân vật sử dụng phép thuật nó sẽ có một cái thanh trượng hay là cái gì đấy nhỉ. Còn Swordman này thì kiếm là đúng rồi. Rồi cầm kiếm đôi, mắt hai màu luôn. Mắt hai màu thì mình không rõ, nhưng mà cái hình tượng này là mình khá liên tưởng đến cái nhân vật Kirito ở trong Sword Art Online. Hiện tại thì nhân vật nào nhìn đẹp hơn nhỉ? Nhân vật này hai màu mắt này, nhưng mà nhân vật này thì lại cái kiểu bổ kiếm xuống thì nó chả hợp với phụ nữ gì cả. Mình sẽ chơi thử nhân vật nữ nhá. Chơi nhân vật nữ suốt rồi, mình sẽ chơi nhân vật nam đi. Rồi sẽ đặt cái tên không quen thuộc thôi. Wow, một điểm nữa là các bạn có thể thấy là giới hạn ký tự của Chibi Hero này lên tới 18 ký tự các bạn nhá. Đặt cái tên hơi bị lằng ngoằng nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ui, đặt nãy giờ mình thấy có 8 ký tự thôi. 8 này, 8 với 3, 11. Còn 7 ký tự nữa. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời. Nên mình sẽ xóa chữ T này đi. Chữ tên quá dài luôn các bạn ạ. Đẹp trai có 7 chữ vừa đủ khít với mình rồi. Không được dùng dấu chấm. Tại tưởng mày quá không đẹp trai thì đặt tên thôi. Hưng Đụt đẹp trai vãi. Ok, tên dài vãi. Nó ra được đặt tên dài như vậy thật. Rồi bây giờ, ui giật cơ mình. Groot à? Cái gì đây? Groot phiên bản hóa trao ạ. Thunder Forest, con trai của rừng xanh. Cái gì đây, sao Groot lại trong vai phản diện này? Con này là chú tể của lửa. Thêm củi vào đây. Nói chung là mình sẽ đánh nhau với Groot. Groot nhưng mà lại tên là Thunder Forest. Và đây thì như chúng ta có thể quan sát, đó là một cái tựa game chiến thuật. Có lẽ sẽ là chiến thuật thẻ bài đấy. Không biết có thẻ bài không hay là chiến thuật dàn trận không. Ôi, có cả Sword này. Chà chà, đây là Zero mà. Nhưng mà này thì mình không biết, là Zoro mà. Nhưng mà nếu là có cả Blitz nữa này. Triệu hồi luôn miễn phí để xem ra được cái gì nào. Và đây sẽ là Hatchel là của chuyện gì là mình không biết rồi. Có quá nhiều cái bộ chuyện cũng như là phim ở trong cái tựa game này, là nhân vật nào biết thì các bạn có thể bổ sung thêm cho mình nhá, bổ sung thêm bằng cái comment ở dưới cho mình biết đó là những nhân vật nào.
có quá nhiều nhân vật mình không biết đi. Ở đây mình nhận ra được xem nào. À, nhân vật nam thì là mình rồi này, Aegon. Aegon và ai ta? Chúng ta có Ngộ Không phải không? Goku này. À, kia là cái nhân vật gì ở trong cái chuyện Blitz mình quên mất tên rồi. Đọc quá lâu rồi. Sao lại nhanh vậy? Tăng tốc. À, không. Rồi. Sao hướng dẫn thì mà nhanh vậy trời, không kịp giải thích luôn. À, ở đây chúng ta có Setsuna này. À, Desmaru. Cái gì nhỉ? Phải tên là Desmaru hay là Setsuna hay cái gì không nhỉ? Anh của... anh của Quyền Dạ Xoa. À, tăng tốc này. Ấn vào cũng được đâu mà bắt tao ấn. Hiện tại chúng ta chỉ có hai nhân vật trong đội hình chính thôi. Những nhân vật này là đang đi theo để trợ giúp cho cái phó bản nhiệm vụ nhá. Chúng ta thấy cả thần sấm ở trong Luffy rồi này. Lôi thần đây này. Xem còn cái tên nào nữa không. Nhiều nhân vật nhỉ. Thì nữa mình sẽ ra xem cái danh sách của nó xem là có những nhân vật ở trong những bộ nào nhá. Equip cái gì đây? Còn thêm chiêu Smash chém thưởng à? Ta treo hệ S mình à? À, cái hình dấu thập này là hệ gì đây? Hệ support à? Tiềm địch đấy. À, này cũng ở trong ở đây là gặp team của One Piece. Đó là cái gì mình nhớ mỗi nữ vương Ba Hancock thôi, còn cái thằng đứng đầu là ai nhỉ? Zoro này. Ôi, có cả của Hunter x Hunter luôn này. Wow, nhiều nhân vật thế nhỉ. Tí nữa mình ra điểm danh lại một toàn bộ xem nào, để xem có những cái bộ truyện nào trong này đa dạng hết các bạn ạ. Goku bảy viên ngọc rồng xoay xung quanh luôn, bi rồng luôn này. À, bóng rồng à, ngọc ngọc rồng. Và chúng ta đã không phải chịu sự hướng dẫn nữa rồi đúng không? Sao lại có cái mảng đen thì ở đây này. À, tức là cái chỗ này nó vẫn chưa được thiết kế xong. Hoặc là mình chưa đủ cấp. Rồi được một cái hòm tiền. Nhiệm vụ đây này. Vẫn còn cái gì để nhận vậy? Main story, nhiệm vụ cốt truyện. Cốt truyện chính đây, xong. Để xem nào, mình đang có nhiều thể lực quá nhỉ. Đây là quà 7 ngày. Cái gì? Advert này. À, cái này là vé. Vé quay một lần, úi dồi, bao nhiêu? 720, úi đắt thế. Không, no, no, thank you. Hết tiền rồi. Mình sẽ quay một lần với vé này xem nào. Thế là sao? Silo NS luôn, thằng nào đấy nhỉ? Mình còn 10 lần quay nữa cơ. Glider Relic. Cái này có phải của ấy không nhỉ? Cái này của Tokyo Go này. Itachi. À, hồn thôi à. Đồ, mình cứ tưởng tướng luôn, nó ra là mạnh. Lại Itachi. Glitter Demon Soul. Sao sao mình toàn mảnh thế? Uầy, Rod á, cái này phải là hợp thể của vô tên với cả con trai cái đích cái gì? Quên vô tên này. Sao con hôn vậy? Đây là nhân vật ở trong Hunter x Hunter này. Đây thôi, phục ra một tướng. À, 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 à. Cái gì nhỉ? Ken Kaneki Ken hả anh ta? Ở trong Tokyo Go. Thế xem này. Mình hết vé mất rồi. Trên... à đây là quà nào đầu tiên được luôn này. U được luôn một gu cong. Ngộ Không à?
Ờ, tên có phải hợp thể mà. Sao tên tên lại nhỉ? Rồi mình sẽ nhận được những cái vật phẩm này. Warfare, à đây quà đăng nhập hàng ngày này. Redeem là cái gì? À đây là code. Xem nhiệm vụ còn những cái gì nữa. Và mình sẽ mở hết những cái quà này ra để xem tối ưu đội hình ở cái đoạn đầu này mạnh nhất được bao nhiêu để chúng ta đi vượt ải cho nhanh nhé. Khi mà chúng ta mất đội hình mạnh chúng ta sẽ vượt ải nhanh hơn thôi. So với việc là chúng ta cặm cụi vượt ải trước rồi mới đi gì đấy, dùng tiền đổi á, điểm à, điểm gì nhỉ, được cái gì đây, cánh à, mình nhìn chỉ số cộng trước thứ ác ấy, 88 kim cương sẽ được 132 tối đa, à xem được bao nhiêu nào, ui sao thử 132 tối đa mình, à tối thiểu 288 thì được 345, cái này mới được vòng quay may mắn đấy. Mình sẽ tích kim cương. À, đây là quà nạp hàng ngày này, quà nạp hàng ngày mà được em Toka này rồi á. Đây là siêu lợi nhuận này, khi nào chúng ta có thể nhận được những siêu lợi nhuận như này. Exchange này là đổi gì đó rồi. Euro đây, mình có thể triệu hồi được em này với 200.000 go mà mình đang công nhận em này em gì đấy. Xanh dương rồi à, thôi không cần. Khỏi, vẫn đang đầy đồ đây. Cho em này lên nữa. À, mắc level rồi. Vẫn bắt mình phải lấy con này bằng được, đều thế. Em bảo không muốn lấy rồi, chi là con nào. Tôi còn bắt phải nâng cấp nữa, tôi phí thế nhỉ. Đội đi rõ mạnh hơn để làm theo hướng dẫn của nó đây. Một đống đội ở kia mà không cho vào được, phải chơi theo hướng dẫn của nó. Đều. Tốn một đống thực lực với cả một đống đồ linh tinh. Nhưng mà không sao, tại vì giai đoạn đầu thì thật ra là càng về sau thì những cái đồ nó cũng không đáng giá mấy. Ồ thôi lại mất 10 kim cương. Đối nhau à, mình đang tích để ấy mà. Hiện tại thì mình đang VIP 2 rồi. Nhưng mà mình đang tích kim cương để đi quay kia mà. Rồi ôi, có lẽ đánh thắng thì sẽ vẫn nhận được kim cương thôi. Mình vừa nhìn thấy kim cương rồi. Ra chiều nhanh chứ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái nhân vật được thiết kế theo dạng chibi nhìn rất là đẹp. Cái đồ họa này thì hợp với nhiều đối tượng. Gì đấy, quân mình rõ khỏe toàn SS với cả S ở dưới thì không cho vào được, cay cú thật. Mình nhìn thấy có phải Lệ Vi không ta, phải Lệ Vi trong Attack on Titan không ta, nhiều nhân vật quá nhỉ. Hình như đúng là Lệ Vi rồi. Xem nào, new quest. Rồi, như tạo. Rồi thôi, hướng dẫn gì nhiều thế. Trời ạ. À, chế độ. Thế mà cũng có chế độ luôn. Rồi, trong này cái trong quảng cổ, à quên cái vòng cổ. Trial. Gì đấy? À, chiến đấu à. Cái mũ phù thủy là gì ở đây đây? Mình sẽ cho mấy con được tối đa bao nhiêu người vậy? Đi đấu à? À bây giờ phải đặt con mình này 5 người tối đa hả? Rồi quất. Con mình mẹ hơn cái chất. Ui sao cơ bản quá. Hai tướng SS liền cơ mà. Lên hạng thì được thêm kim cương, cái này chúng ta khá quen thuộc rồi. Khi mà lên hạng thì các bạn có thể sẽ nhận được những cái phần thưởng. Càng ở trên top cao, càng lên được nhiều top cao thì các bạn sẽ nhận nhiều kim cương. Và ở những top đầu thì còn nhận được những phần quà khác nữa cơ. Đấy, ui dồi ôi. Những cái nhân vật top đầu đang lên 34 và sở hữu những vị tướng SS.
5 sao, kinh khủng. Đây là ai vậy nhỉ? Nhìn giống A đấy. Nhìn giống A nhỉ? A trong lượng One Piece. Đây là Sesumaru thì phải. Đúng rồi. Đây là miếng nào đây? Nhân vật này mình biết luôn, còn 3 sao xanh là sao? Đây cũng lạ luôn, nhìn giống Ezio. Cũng cả mũ nhìn giống Ezio phết. Tiền đấu tiếp được không? Rank 9.000 này, rank 6.000 này, chiến 3.400, chiến không còn rank 6.000 này đi. Thoải mái đi, mình thừa cơ đánh thử vậy. Cũng đang theo phết nha, không hề dễ dàng đâu các bạn. Ui, mình có chiêu máu. Chiêu trưởng như thế nào, thử xem nào. Ngồi phải thế chứ. Ui ui. Ây à. Sao lại làm được chiêu nó ít hơn mình mà. Vô lý nhỉ. Tại sao nhỉ? Thế này, rõ ràng các lực chiến của nó có mỗi mấy nghìn. À, lực chiến của mình có 2.200 thôi, mình nhìn vào nhầm vào chỗ rank. Rank 10.000, lực chiến mình có 2.200 thôi. Trời ơi, nó ra nãy giờ mình mỗi đốt cột điện thì nó nó bảo sao lực chiến mình 10.000, lực chiến nó có 6.000 nó phải ăn được. Nói ngân lại, em nhầm. Quà update à? Được một Ichigo luôn. Phải không? Ngon, được luôn mỗi Ichigo. Và một set đồ ninja cùng 300 kim cương. Tuyệt vời. Lãi rồi. Không còn đồ gì đấy. Lại bắt chiến. Chiến mà vẫn chưa cho được đội của mình vào. Chiếu khọ. Nhìn giống Saber nhỉ. Không kiếm rồi này. Rồi đừng bắt lại bắt đánh tiếp à. Đùa nhau à. Rồi, đánh tiếp thì đánh tiếp. Ui con này boss. Con này yếu thế. Ui. Giật cả mình tự nhiên, con gì tôi đùng nhảy xuống. Được rồi, hoàn thành xong thành tựu đây. 200 kim cương và hồn của em Piki. Cái này thì em chịu rồi. Nâng cấp trang bị. Bạn bất đánh à? Eli độ khó khác. Sau khi vượt qua một phó bản, chúng ta có thể thử tiếp độ khó tiếp theo của cái phó bản đấy. Gặp boss luôn. Gặp boss điếu dễ sợ luôn. Yếu đến không ngờ luôn ấy. Rồi tiếp tục nào. Rồi sau khi chúng ta hoàn thành cái Eli, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều phần quà. Lại với nhau. À đây đến cửa phó bản đấy các bạn ạ. Boss đây. Rồi mình sẽ cho đội của mình vào. Gì vậy? Thế tổng cộng được bao nhiêu người vậy? À 6 người. 6/6 đây. Rồi. Đây là boss đây, người chơi vậy. À đây boss đây. Boss này chắc chắn là mình không ăn được rồi, nhìn máu người kia chắc là phải đông người cùng đánh, khi nào nó chết thì thôi quá. Thế là kiểu cơ chế này sẽ là đánh khi nào chết thì thôi, nhưng mà nó sẽ tính đam của mình vào. Để xem là cái đam của mình gây ra được cho boss được bao nhiêu, để nếu càng gây ra nhiều thì càng nhận được nhiều tiền. Đại khái như thế. Sao con kia của mình khỏe nhỉ? Đứng chơi boss mãi nãy giờ không chết kìa. Rồi kinh nghiệm thu được cũng khá khứa rồi. Hết thời gian rồi. Thời gian đánh boss chỉ được có thế thôi. 1 phút hay sao nhỉ? Sát thương gây ra của mình khá là nhiều. Boss challenge đâu?
Rồi. Đó, nhiều quá nha. Pon à. Cái này là kiểu đổi kim cương lấy tiền đấy. Nhưng mỗi ngày sẽ có một lượt free thì phải. Làm nhiệm vụ xong một mầm này. Lại bắt đánh nhau, người ta không muốn đánh nhau mà tư đi khám phá hết, cho nên các bọn này buồn cười thật nhỉ. Quá đáng. Đang có quả trứng đây này. Lột kia. Đơn giản. Xin mày đấy, đừng bắt tao đánh. Cái gì nó bắt mình đánh nhau ấy nhỉ? Mà không muốn đánh, các bọn này buồn cười thật đấy. Cho người ta nghỉ ngơi một tí xem nào. Oh, Zoro. Zoro là boss của màn này à? Zoro chuyên lạc đường. Đây là kênh chat. Oh, có cả vì người Việt Nam này. Sư dịa thấy người Việt Nam chat luôn. Đấy, chứng tỏ chúng ta không đơn độc. Có rất là nhiều anh em đang cùng chơi trò này. Mà đây còn là server mới nhá. Những server cũ chưa biết như nào cơ. Trứng thì thu được cái gì đây? Pet à? Stingy. Rồi. Chọn nó vào đây là sẽ đỡ thành pet của mình. Những cái chỉ số của pet này, kỹ năng này. Rồi, thì chúng ta lại có pet, chúng ta lại có kỹ năng này. Foster đó này. À, 50 mới có. Rồi. Sao cứ mất mệt quá nha. Mấy người, 6 người gì được. Đấy đâu. Hết của nó đâu. Wow. Đánh nhau trên du thuyền trên không luôn. Đây gọi là thuyền bay hay còn gọi là phi thuyền. Không đi đấy. Dùng băng ăn là không đây, ăn tốt. Kinh di chuyển nhìn ngầu thế. Được chưa? Trời ơi, nó vẫn cứ bắt mình lên cấp như này. Ơ, à, lại bắt đánh nhau con này giờ hơi à? Cho xin một phút điên bình đi. Cái bọn điên thì bắt mình đánh nhau thì bực thật đấy. Không cho mình nghỉ ngơi luôn. Bắt đánh nhau mầm nữa rồi. Mà đã yếu, không cho đồng đội vào chứ. Thôi đi với một em kia rồi. Dừng được chưa? Rồi, mình sẽ tự dừng. Không thể để nó chỉ đạo mình được nữa. Đầu tiên normal shop bán vàng cái gì đây, chúng ta sẽ dùng cái này để mua đồ ở shop này. 200 kim cương cho một lần quay, giá rẻ hơn so với trong shop đúng không? Enter win là gì đây? Cái này liên quan gì đến những trang bị mình chưa rõ nữa, thì tạm thời mình sẽ không phung phí kim cương vội. Bánh xe định mệnh, cái này liên quan đến ghe hết này. Đầu tiên thì mình sẽ event center đây. Đây cái mình đã để dành rất là nhiều tiền cho cái này, giờ sẽ quay luôn. 288 và được ít nhất là 345, 311 rồi. 888 được ít nhất là 976. Chơi. Ooh, 2008 và được ít nhất là 301, 2008 chắc là không đủ rồi. 2008 thì mình thiếu rất là nhiều. Gấp đôi. Gấp đôi chỗ mình đang có bây giờ. Ồ, 16 rồi này. Ồ, Ezron. Ezron 2 sao. Ezron. Đây là chỗ Hero đây. Mình sẽ boost hết mấy cái đồng chí này lên nhá. Hết đây nào. Up lên cấp, lên cấp, lên cấp.
Rồi tiếp tục. Áp cả đồng chí Ezreal này, giống Ezreal thật sự. Còn có cả một cái găng tay kiểu chờ đang chờ để bắn đạn ra. Cái gì nhỉ? Cái gì tinh túy nhỉ? Rồi. Nhưng mà nhân vật khỏe nhất của mình đâu nhỉ? Xì lỏ. À mình sẽ thích căng Ken này hơn. Mình sẽ đeo đồ cho Ken. Đeo đồ này. Lấy hết đồ xịn cho Ken này. Sơn khiên nâng mắc luôn. Ơ? À phải qua ải mới được nữa cơ. Rồi cho Ken mặc đồ ninja nhá. Nâng cấp à? Tốt kém thế nhỉ? Mắc cấp. Mắc cấp luôn. Còn nhân vật nào còn đồ nữa không? Hết rồi hả? À đây, mình còn cái này. Chuẩn luôn. Xem nào, còn gì nữa nè. Có gì có thể nâng cấp được nữa không nè. Đánh thì chưa có rồi này. Còn vật nào chưa được nâng cấp, mình sẽ cho Silo lên cấp lại nhá. Thậm chí còn đột phá được luôn này. Rồi, Rise lên rank luôn, Silo cộng 1. Con rồi. Lên level 16 đi nào. Cái gì đấy? Hết nước kinh nghiệm rồi à? Đấy, hết thì thôi. À, mình lại được có hai cái vé rồi. Làm phát. Đang có vé. Ra tiếng gì đây? Ui, lại ra Pachel. Pachel mình có rồi mà. Ấc. Thôi xong. 2590 mình coi được phát nữa. Khoai ta. Hơi bị khoai rồi đó. Rất là nhiều đồ, level 20 promotion chest này. Có lẽ là mình sẽ đi thách đấu ở đâu nhỉ? Đây, chỗ này là chỗ để kiếm tiền tốt nhất đây. Lực chiến mình 7000, ăn được thằng nào ta? Đây, ăn được thằng rank 7000 này đi. Sắp xếp lại đội hình một chút cho Kiza, cho Ezreal vào. Ta treo với cả Ichigo để ai hơn ta? Ta treo cho ta treo có hồi máu. Rồi, quất. Được 6 người vào trong battle mà mình quên không tí. Như thế cho hết cả 6 vào. Rồi, xong trận này xem chúng ta nhận được bánh kim cương nhé. Được bao nhiêu kim cương đây? 55 kim cương thôi à? Rank 5000 này. Được chiến. Cho thêm con Dark World vào, để là xong. Quất. Easy mà. Mình khỏe lắm rồi. Ây da. Chưa đẹp quá ta. Có phát treo hồi máu ngon ngay. Lượt Thái à? À, rất là nhiều server phết nhỉ. Nhiều các nước ấy. 98 kim cương, vậy chúng ta khả năng là hết lượt rồi. Chúng ta còn một lượt đánh thôi cũng không đủ rồi. Rồi, vậy xem nào. Arena này hết chỗ đi chơi đúng không? Hero này. Ôn này, chúng ta có thấy rất là nhiều. Như vậy là mình vừa cùng với các bạn trải qua những cái trải nghiệm đầu tiên về cái tựa game Chibi Hero này. Trải nghiệm bắt đầu của mình đầu tiên là tựa game này sở hữu rất là nhiều những cái nhân vật Bo Hancock này. Đổi thành Bo Dancer luôn. Dancer Bo Hancock đến từ One Piece. Little Demon con này mình không biết này. Các bạn thấy rất là nhiều những nhân vật Itachi này không đổi tên rồi này.
Hunter x Hunter này, đây là của Dragon Ball này. À đây mình không biết. Đây là Saber. À cái gì nhỉ? Mình quên mất tên ở trong Fairy Tail đúng không? Rất là nhiều nhân vật các bạn ạ. Có rất là nhiều nhân vật mình không biết thì có lẽ các bạn sẽ phải ui Saitama. Mình thề có cái ông này chắc đấm vắt chết luôn luôn cả team bạn luôn quá. Các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình xem là những nhân vật nào mình chưa biết nhé. Đối với mình thì ý kiến khách quan của mình là tựa game Chibi Hero này tập trung rất là đông đảo những cái siêu anh hùng, nhất nhiều những nhân vật truyện tranh, phim ảnh, manga, anime vào trong này và khá là đầy đủ đấy các bạn ạ. Theo mình khá là đầy đủ là vì có rất là nhiều nhân vật mình không biết. Một cái nữa là tựa game này sở hữu đầy đủ những cái tính năng và những cái đặc điểm một tựa game chiến thuật thẻ bài, chiến thuật gian trận. Ngoài ra thì diễn biến của trận đấu diễn ra nhanh nên chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian. Đồ họa của game phải nói là khá ổn, thuộc dạng chibi đúng như cái đề tài của game và phù hợp với mọi lứa tuổi, dễ nhìn, chiêu thức đẹp mắt. Đấy, sắp xếp chiến thuật đa dạng lên đến 6 người một 6 người trong một game đấu. Ngoài ra thì Chibi Hero cũng có rất là nhiều cái ở đây. Bây giờ mình mới được lên tivi này, vừa nhìn thấy xong. Chibi Hero cũng rất nhiều cái tính năng hỗ trợ trợ giúp cho người chơi có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất. Nhiều trong đó thì có những cái phần quà liên quan đến kim cương này, liên quan đến thẻ tướng này. Đấy, các bạn có thể thấy là mặc dù server mình đang chơi là S17 thì phải, nhưng mà đã có rất là nhiều những cái người chơi đã đặt level cao và có những cái vị tướng 6 sao. Đây các bạn có thể xem vào trong arena đây. Đấy, rất là nhiều. Đây, số 2 này, đầy tướng 6 sao. Số 1 thì có vẻ là nổi trội hơn cả với một cả dàn tướng 6 sao Itachi các kiểu. Rồi, ngoài ra thì server này cũng có rất là nhiều người Việt Nam chơi. Đấy các bạn có thể thấy lướt một vòng kênh chat, nãy chúng ta có thể thấy có mấy người Việt Nam đây. À đây có phải bạn top 2 không nhỉ? Mình vừa nhìn thấy cái ảnh quen quen. Xem nào. Rồi cuối cùng thì đằng nào chúng ta cũng đã trải nghiệm xong rồi, mình sẽ vào quay hết kim cương. À không phải top 2 mà top 1, và sao nhìn ảnh quen quen. Ui dồi, còn những cái vị tướng kinh khủng. Mình sẽ vào quay hết các bạn xem cái thử cái nhân phẩm này của mình như thế nào nhé. Không đủ quay 10 lần chúng ta sẽ quay chẳng phải được 6-7 lần. Chơi Snake sau con nỡ. Trời ơi, Orochimaru luôn. Silor, Lotion, Sesamaru à. Rồi, và chúng ta hơi đen, không ra một vị tướng nào, toàn ra mạnh hồn thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip review game Chibi Hero. Và mình xin kết thúc clip review tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.